Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục về video hướng dẫn lập trình robot Nachi Level 2. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách copy chương trình robot ra một USB hoặc ra PC máy tính cá nhân. Và phần thứ hai mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách và xóa chương trình ở trong robot Nachi trực tiếp trên cái tay Dependent thì như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là copy một chương trình bất kỳ ở trong robot Nachi. Đầu tiên mình sẽ vào cái list chương trình của mình. Ở đây mình muốn copy chương trình nào. Đây, ví dụ mình sẽ copy chương trình số 20. Sẽ mở vào 20. Đầu tiên bạn sẽ vào phần file copy. Bạn vào file copy, bạn chọn mục 1 file copy. Đây thì bạn sẽ chọn chương trình robot của bạn ở đây. Đây, tôi sẽ chọn là copy, tôi muốn copy chương trình số 20 đúng không ạ? Đây thì tôi sẽ chọn click chuột vào chương trình số 20 này khi mà hiện màu xanh này. Tiếp theo bạn sẽ vào phần USB hoặc là bạn muốn copy đến trong một ổ cứng bất kỳ ở trên máy tính nào đó. Đây tôi sẽ tạo một cái folder mới ở trong cái ổ đĩa này. Folder. Đây ạ. Đây tôi sẽ tạo là file copy. File copy ấn complete. Thì đây, trong file copy này thì tôi sẽ copy cái chương trình 20 này, sẽ ấn XQ. Tôi sẽ chọn XQ. Đây ạ, nó sẽ hỏi bạn là bạn có muốn copy đến cái đến thư mục file copy không. Thì đây tôi copy một chương trình thì sẽ chỉ hiện là số file. Thì đây tôi đang chọn chương trình số chương trình robot là 20 nên sẽ copy một file. Bạn chọn yes. Đây, đây thì đây chương trình của bạn đã được copy rồi. Bạn ấn Enter. Khi mà copy xong ấy thì bạn muốn vào kiểm tra mà ở trong cái thư mục mà file copy mà bạn vừa ấy ra ấy, mà đã được copy chương trình chưa thì bạn sẽ cho vào thư mục file copy. Đây tôi chưa. Đây ạ, thì đây thư mục là file copy đấy ạ. Kích vào đây thì cái chương trình robot số 20 này vừa được thao tác copy từ lúc ở không đây. Đây là nó hiện là hiện cái ngày mà tạo cái chương trình của robot này. Thì cái chương trình robot này sẽ đang tạo từ ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019 thì nó sẽ hiện là ở đây. Ở đây đã xong phần copy rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục phần hướng dẫn đó là xóa một chương trình bất kỳ ở trong robot Nachi, ấn R để trở lại. Ở đây bạn muốn xóa chương trình bao nhiêu? Ví dụ ở đây chương trình 6 của tôi thì đang là phần chương trình ít thôi. Đây, ví dụ chương trình số 6 đây ạ. Tôi sẽ thử chọn chương trình số 6 nha. Đây ạ, chương trình số 6 của tôi thì đang muốn xóa chương trình đi. Ví dụ tôi đâu chương trình này lúc trước tôi chỉ là test thôi. Thì bây giờ tôi muốn xóa cái chương trình này đi thì bạn sẽ làm như thế nào? Cũng tương tự như bước file copy thì xóa thì bạn sẽ vào tương tự bạn vào thư mục file. Bạn vào phần số 3 đó là file delete. Bạn chọn chương trình mà bạn muốn xóa đi thì vì ở chương trình vừa nãy thì tôi muốn xóa đi là chương trình số 6 đúng không ạ? Thì tôi sẽ kích chuột vào đây và chương trình số 6 khi mà nó hiện màu xanh này thì bạn sẽ ấn Q. Ở đây nó sẽ hỏi là cái tiến trình bạn đang có xóa xóa chương trình hay không. Thì nếu bạn muốn xóa thì bạn chọn yes, mà bạn muốn hủy lệnh thì bạn chọn no. Thì đây tôi chọn yes, thì đây là file đã hoàn thành xóa. Bạn quay về để bạn kiểm tra xem cái file này đã được xóa chưa. Bạn sẽ làm quay về đấy rồi thoát ra đây, cái dữ liệu mà chương trình số 6 này vừa nãy tôi
hiện xóa thì bây giờ đã xóa hết cái dữ liệu mà tôi đã muốn, thì bây giờ tôi muốn lại tạo một chương trình nào khác cũng bảy chữ có, thì bây giờ tôi muốn tạo một chương trình số 6 tiếp theo thì tôi sẽ ấn vào đây và tôi sẽ viết tiếp tục chèn một cái lệnh của nó FN99 đúng không? Chương trình số 6 đây thì bạn sẽ là tiếp tục được cái chương trình số 6 này của bạn tiếp tục được thao tác và được tạo ra. Thì khi mà bạn muốn xóa bất kỳ một cái file nào mà bạn cho nó là một file rác thì bạn muốn xóa đi để bạn lập trình cho cái chương trình tiếp theo ấy, thì bạn cần xóa đi thì bạn sẽ làm tương tự như bước vừa nãy tôi đã làm. Ở video này tôi đã hướng dẫn các bạn đó là cách copy file ra USB và xóa một cái chương trình ở trong robot Netgy trực tiếp trên tay Tibandan. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi và xin các bạn hãy like và share video giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn.